today. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Thưa quý vị và các bạn, do đặc thù công việc mà dân văn phòng thường phải ngồi nhiều giờ đồng hồ, đặc biệt là nếu ngồi sai tư thế thì còn gây ra tình trạng đau mỏi cổ vai gáy. Đôi khi tình trạng đau thì còn lan xuống dưới vùng lưng. Tình trạng đau này tuy không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng mà lại gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, sinh hoạt và công việc. Và ngày hôm nay, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì chúng tôi có mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, xin chào MC Vân Trang. Xin chào bạn chuyên gia. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và vị khách mời thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là chị Phạm Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Thể thao Hoàng gia. Xin chào MC Vân Trang, xin chào bác sĩ và xin chào khán giả. Và đầu tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn gửi tới bác sĩ Vân Anh. Thưa bác sĩ, chúng ta thấy rằng là tình trạng đau mỏi cổ vai gáy thì diễn ra khá phổ biến và ở nhiều độ tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao và liệu nó có dẫn tới một cái tình trạng bệnh khác không ạ? Đau vai gáy, đây nó là một cái bệnh mà rất là phổ biến. Thế và cái tình trạng đau vai gáy này thì nó cũng do rất nhiều những các cái nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta thấy là từ những cái lối sống của chúng ta, như là các cái tư thế như là bê vác nặng sẽ làm cho các cái cơ của chúng ta nó bị căng ra, có thể bị tổn thương và dẫn đến tình trạng đau. Thứ hai nữa là những cái tư thế sai trong công việc, ví dụ như là làm việc ngồi trước máy tính rất là nhiều giờ và hàng ngày như vậy. Khi mà chúng ta ngồi lâu như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực lên cái đốt sống cổ của chúng ta và nó sẽ dần dần nó sẽ làm tổn thương các cái mâm sụn cũng như là các cái cân cơ dây chằng. Các cái bệnh lý ở đốt sống cổ trong đó như chúng ta thấy là thoái hóa cột sống cổ, các cái mâm sụn này nó cũng bị mất đi cái độ dày này, mất đi cái độ trơn bóng và dẫn đến xù xì làm cho cái tình trạng đau vai gáy diễn ra. Và tiếp theo nữa là thoát vị đĩa đệm, các cái bao sơ nó dễ bị rách ra và do đó mà các cái nhân nhầy nó sẽ thoát ra ngoài và nó chèn ép vào cái tủy sống và dẫn đến là chèn ép vào các cái dây thần kinh ngoại vi cũng như các cái dãy thần kinh. Vâng ạ, vậy thì tình trạng đau mỏi vai gáy thì có nguy hiểm không ạ thưa bác sĩ? Đau mỏi vai gáy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta và nó gây nên rất nhiều biến chứng và trong đó thứ nhất là có thể dẫn đến các cái triệu chứng như là các cái rối loạn tiền đình này, thiểu năng tuần hoàn não, nên là chính vì vậy chúng ta hay có các cái triệu chứng như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Khi mà các cái tổn thương chèn ép vào các cái dây thần kinh ngoại vi thì sẽ có những các cái triệu chứng như là chúng ta đau ở vùng cánh tay này, tê bì ở vùng cánh tay cũng như là có thể dẫn tới như là các cái teo cơ cứng khớp. Vâng ạ, vậy thì khi mà chúng ta cần phải điều trị dứt điểm những vị trí bị tổn thương, đau nhức thì cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào ạ? Thứ nhất là chúng ta phải đi thăm khám để biết được cụ thể là đây nó là do bệnh lý gì và từ đó chúng ta sẽ có các cái phương pháp điều trị cụ thể. Đối với phương pháp nội khoa thì trong những các cái cơn đau nhiều thì có thể các bác sĩ sẽ sử dụng những các cái phương pháp như là sử dụng các cái thuốc như là các thuốc chống viêm giảm đau không steroid này, rồi là những các cái thuốc chống viêm giảm đau corticoid khi mà cần thiết. Thứ hai nữa là phương pháp điều trị vật lý trị liệu, sử dụng những các cái như là siêu âm sóng ngắn từ trường, châm cứu, bấm huyệt cũng giúp cho khí huyết lưu thông và giúp cho vùng cổ của chúng ta sẽ được thư giãn. Là hiện nay là có những ghế massage và đây cũng là một cái phương pháp mà áp dụng những các cái hiện đại để vào trong để giúp cho chúng ta có thể là hỗ trợ trong việc cải thiện các cái triệu chứng đau vai gáy cũng như là có thể phòng ngừa. Vậy thì chị Phạm Phương có thể chia sẻ đó là chúng ta cần phải lưu ý gì trong quá trình sinh hoạt cũng như làm việc để chúng ta giảm thiểu tình trạng đau mỏi vai gáy được không ạ? Để phòng bệnh tái phát thì người bệnh cần chú ý là khi là chúng ta làm việc thì không nên làm việc quá lâu. Đặc biệt là với làm việc bàn giấy, chúng ta nên đứng dậy vận động cái đốt sống cổ, vai và tay. Bên cạnh đó thì chúng ta luôn ngồi trên cái tư thế thẳng, cánh cái gập quá lâu. Không nên bẻ cổ kêu răng rắc, tại vì cái trường hợp mà đĩa đệm đã bị thoái hóa khi mà chúng ta bẻ cổ ấy thì làm cho cái đà, cái đĩa đệm nó bị thoát vị ra ngoài, dẫn đến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng thêm ghế massage Ryo R668 giúp người sử dụng sẽ cảm nhận được sự thoải mái không chỉ bên ngoài cơ thể mà còn giảm stress căng thẳng. Bằng cơ chế hoạt động của con lăn và túi khí, ghế massage Ryo R668 giúp giảm bớt các triệu chứng căng thẳng cả về thể chất và tâm lý. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Vân Anh và chuyên gia Phạm Phương với những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng thông qua câu chuyện vừa rồi thì quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn những biện pháp làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đẹp 24/7 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Để có cơ hội nhận được phần quà từ nhãn ghế massage Royal R668, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình Đẹp 24/7 theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtva@gmail.com. Phần quà của chương trình sẽ dành tặng cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!